Mình mới thế này kiểu gì chuyển động. Ôi đây ơi. Đây ơi. Người ơi. Người ơi. Người đây. Phải đây không? Đâu? Đây ơi, đây ơi. Người đây. Đây. Phải không? Ui nó rụng. Ôi đây ơi. Bới mạnh, bới mạnh, bới mạnh, bới mạnh ra sao nào. Bới mạnh ra sao nào. Người đây rồi. Đâu nó ra đây rồi. Đây 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 đây. Đấy. Phải đúng máu không? Ôi. Con này bé tí này, 45 cân. Đéo phải con này. Không, ngại đuổi ở trong tệ gai kia nhìn to lắm hay là con khác? Nếu mà thế này đéo phải con này. Thế không phải con này. Đéo phải con này. Con này nó vàng vàng mà. 45 cân. 45 cân. Không, không phải con này. Không phải con này. Thế không phải con này. Không phải con này. Thật đúng rồi. Thật mà. Ui. Bên kia đánh được ấy nhỉ. Tràn gai này này. Nó sâu đấy. Đánh giữa bên này, lộ bên này, tràn bên này là này. Đúng rồi. Hả? Đúng rồi, tràn này đánh được ấy. Tràn này đánh đẹp đấy. Đi, đi, đi ra ngó xem nào này. Đánh tràn bên này này. À đấy, con chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay hai anh em lại đi ra một con suối mới để ngắm bãi để xem là có cá không. Để mai kia anh em con lại đi ra để đánh cá kiếm bữa cơm mọi người nhá. Hả? Chào tất cả mọi người nhá. Đây là hai chỗ này em, là này. Chỗ này đánh đẹp đấy. Để xem những các bãi để đánh cá để nắng lên là hai anh em đi đánh cá để cải thiện cái đội tem đoàn dương. Đây. Đấy, nhìn cái bãi này này. Bãi này lội này, đẹp này. Đúng rồi. Đây, bãi này, này vừa tầm đẹp đấy. Ừ. Bãi này lội. Nhưng mà đẹp. Xem lội từ lội vào trong nữa xem là có bèo không đã. Nó có bèo thì đánh được. Đây, bãi này lội đẹp lắm. Đây này, bác đi chỗ này này cho nó nông. Lội vào xong có bèo không, đánh đi mới được. Còn nó không có bèo là nó không trú đâu mà nó động. Nó chạy hết đấy. Bãi này bãi dài đẹp lắm. Ui ôi anh ơi. Cái ổ cá nước cạn này. Đấy đấy. Ui. Cá này cá to lắm anh nhá. Kinh nghiệm của anh mình đi đánh cá bao nhiêu năm trời rồi. Nhìn ổ này, lắm ổ chưa này. Ui. Đây đây để anh. Đấy nhiều cá đấy. Trong chỗ này này. Lắm gai quá. Có gai này thì không, mình đánh kích thì mình lách được mà. Ừ. Mình lội thì mình lách được. Còn thuyền là không lách được đâu. Đấy, như thế này là anh em mình lội được rồi. Đấy. Đẹp quá, bãi này rất là to nhưng mà bãi này khả năng phải đánh cực tối rồi. Đúng rồi. Chứ không đánh được bãi này. Không đuổi được như ở ngoài kia. Ừ, không đuổi, ngoài kia nó có bèo. Ừ. Mình đánh tối thôi. Rất là đẹp. Nhưng mà tối thì lại không quay được cho mọi người xem đánh cá. Không, mình có đèn không sợ đâu. Khả năng đèn. Mình có đèn. Nếu mà có cái đèn thì ừ. Tối thì mình quay được. Còn không có đèn thì không quay tối đèn được. Không sợ đâu. Cái này, đi sang bên này, đi cái đèn này. Mình dí bộ thì có thể là mình có ủng. Thứ nhất là mình dẫm cây này là không lo này. Ê, từ từ. Có cái gì ấy, sao ấy, thôi. Anh nghe thấy tiếng bơi lục sục gì không? Anh thấy lo xoạt lo xoạt, tóp 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 này. Có khả năng chú. Ui đây đây. Đâu đây? Đâu đâu đâu? Con gì đấy? Con gì đấy? Giống như con chằn lắm. Chằn á? Ừ. Hay là nó ở bên rừng kia nó sao? Ừ, có vết chân kìa, có vết chân kìa. Đây đây. Từ từ. Nhưng mà lắm cái của anh sẽ kịp. Ôi hình như nó lên bờ rồi anh ơi. Gì lên bờ nhanh em rồi đấy. À chết kia rồi. Ôi trời, nó lên chết rồi. Nhanh. Ui nhanh. Ui anh. Ui. Ai ui. Hai nó bật vào mắt thôi. Ai ui. Nó lên trên thôi. Ai. Ui. Nó lên trên thôi. Lên trên này này. Trên này này. Nó chạy được nơi đây. Từ từ gọi người cho chú. Ờ đúng rồi, gọi người. Anh gọi đi để em chạy lên đâu cho đón đâu. Anh đón đâu kia, anh đón đằng kia. Anh chạy đằng kia. Thôi em anh đừng đấy. Đừng đấy em đón đằng này. Anh gọi bọn nó ra đi nhanh. Thôi. Bảo anh em đi ra ngoài chỗ bãi đông trời ấy. Con chằn to quá. Mày chạy đi. Ừ. Mở đi ra nhanh lên, cầm đồ ra nhanh lên. Nó xuống nó ăn cá hay sao ấy. Rồi. Hay là nó ở khu này rồi. Bên đảo sang. Nhưng mà anh em mình không có đồ. Không có đồ gì. Từ từ để phía anh em mang đồ ra. Anh đứng hẳn ra kia đi. Anh đứng hẳn ra chặn đồ kia đi.
quay. Bãi nào đây? Đây, bãi trước mặt đây. Quay cái bốn người chúng cái kia đi, quay đằng dưới kia công lại xuống suối. Anh em. Anh Huy Việt xuống dưới đi, con sợ nó xuống suối. Đâu anh ơi. Anh em đang đi ngó suối nó phi lên trên này. Đi lên trên này. Nhưng mà bây giờ chưa định hướng được nó ở chỗ nào. Đó, khu này thôi gì? Khu này thôi. To không anh ơi? Đó. Anh bới cái bãi cái sau anh đi. Việt lên bới bãi cho chú Cảnh đi. Chia nhau ra. Con rắn to lắm anh ạ. Đâu bạn nào chú Cảnh thôi. Ui này, trong những cái bới này nó cỏ nó cao lắm đây này. Anh Khoan à? Anh ra này, đây phải cái hang không? Hay chưa hang? Đâu xấu. Đây, lên cái này nữa này. Cái hang hay là cái bới cỏ? Đấy không? Cái này bới cỏ. Cái này là cuộn ở trong này rồi. Cuộn đây rồi. Nó nằm đây rồi. Thế nào đâu? Khu này rồi, tìm kỹ khu này đi. Tìm đi. Ơi anh Cảnh ơi, đừng bỏ đầu cho đi, canh tôi đi. Nó chạy mất. Nhưng mà nó lao dưới suối lên à? Nó ở dưới suối mà, hai anh em đang đi ngó ở trong cái bãi gai kia để xem có đánh được kích không. Khả năng là nó ở trong những cái bới này thôi, cứ cào hết những cái bới đi ra xem nào. Anh không tưởng tượng được đâu. Ở dưới ăn nó có một cái đường nó chạy ở dưới bùn đấy nha, nhẵn hín luôn. Dạ. To không này, to không chú? Khổ lắm. Nó phải bằng bọng đùi. Tao vậy như thế. Thế con đấy chắc phải 6-70 cân à? Mà bắp đùi 6-70 cân á? Còn không đến, nó tầm 40-50. Nãy ở dưới kia bọn em đang ở mắc gai không chạy được. Ôi, cái bờ này tìm chưa? Chưa tìm mà lại em có đồ gì đâu. Có đồ gì đâu, anh em đi ra để xem bãi đi cá. Đây, nhìn vết rồi đây. Nhìn. À, nó lao ở đấy lên gì? Nó lao từ dưới suối lên mà đấy. Thế thì tìm cho kỹ vào cái bới này này. Gì đó? Vết này. Anh đi. Gì đấy? Thế thì chỉ còn có mỗi cái bãi này nữa thôi. Còn có mỗi cái bãi này thôi, vì lúc chạy lên đây là bọn em lên quây luôn rồi. Nó giận đây là nó sẽ trú ở cái bãi này đấy. Hết để ý, để cẩn thận vào. Ôi giời, rộng thế nhỉ. Ôi. Cái gì đấy? Gì đấy? Gì đấy? Gì anh Cảnh? Ơ? Thấy à? Cây. Chú lần giật mình. Đập đi, đập mạnh lên, thế nào? Đập mạnh lên nhá. Anh sợ. Cây. Dẫm rồi cây. Kiểu nó dẫm cây nó ngẩng lên gì. Cái búi này rậm lắm ạ. Ôi nhìn thế này thôi nha, nhưng mà cỏ nó thập cao, dưới này. Cao đến đây này. Nó phải cao 60 phân cỏ. Nhìn nhầm hay không ấy nhỉ? Không, anh không bao giờ nhìn nhầm luôn. Cả hai anh em nhìn thấy à? Cả hai anh em nhìn thấy luôn, nhưng mà không đuổi được bởi vì lúc ấy đang rúc vào bụi gai, vườn gai kìa. Sao lại cái thằng hay sợ rắn? Bụi gai nó cao trước hết cả tay này. Đó chứ cả tay này. Mấy anh em quay đây rồi mà tìm một thấm. Thôi tập trung vào đi, tập trung vào. Ôi đuổi gai nó cao trước hết cả chân tay. Cây người ta đắp vào à? Người ta rào đây này. Ờ. Phát người ta nó vứt ra đây. Vứt cây vào đây. Tớ ngăn cách. Có cái củng luôn. Không, anh em phi phát lên bờ luôn, em chặn nó cả một khoảng trống to như thế này cơ mà. Phải nói Phương nó nhanh hơn mình. Không thể để đường thoát được. Anh vẫn còn lú lần sau ấy. Phương nó nhanh hơn anh ạ. Hay. Nó tuột tay mà anh phát được cả hai là thôi. Phương chặn ở cái chỗ này. Khả nghi nó chỉ có ở đây thôi, không chưa đi được. Phương nó nhanh lắm. Anh vẫn còn lú lần sau. Mấy anh em bới vào tận giữa. Nếu mà không có ở đây là khả năng tuột mất rồi. Chúng chăn rắn là mình đập ở chỗ nào là nó chạy về chỗ không động. Đấy. Kiểu gì nó cũng phải nó mình đập ở đây là nó không bao giờ đứng lại cho mình đập cả. Nó sẽ di chuyển. Đấy, bỏ hết cây đi. Nó thoáng. Bỏ. Ôi cái gì đấy? Gì đấy? Thấy gì? Thấy chưa? Ôi giời ơi, cái nấm nhìn nó văn tưởng là cái hoa. Tưởng cái hoa của nó. Lại cái màu luôn đấy. Thôi tìm đi, em đang hồi hộp lắm rồi đấy. Nhìn nó như cái ấy mà, như cái hoa của nó luôn đây này. Em đang hồi hộp bắt con này lắm rồi đấy. Ủa cái cỏ này mà khéo nó rúc vào dưới cỏ. Rồi. Chưa lên mà em khẳng định là chưa lên. Gì đó? Gì anh Cảnh?
động động ấy. Động mày bới. Mình bới thế này kiểu gì chật động. À, rồi đây rồi. Đây rồi. Đưa rồi. Đưa đây. Đưa đây. Phải đây không? Đâu? Đây rồi, đây rồi. Đưa đây. Đây. Phải không? Ôi nó rụng. Ôi đây rồi. Bới mạnh, bới mạnh ra sao nào? Bới mạnh ra sao nào? Đây đây rồi. Đâu ra đây rồi. Đây 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 đây. Đấy. Phải đúng máu không? Ôi trời. Ôi con này bé tí này, 45 cân. Đéo phải con này. Không, hôm nay đuổi ở trong rễ gai cho nhìn to lắm hay là con khác? Nếu mà thế này đéo phải con này. Thế không phải con này. Đéo phải con này, con hôm nay nó bằng vàng mà. 45 cân. 45 cân. Không, không phải con này. Không phải con này. Thế không phải con này. Không phải con này. Thật đúng rồi. Thật mà. Ui. Em nói cho anh đầu anh đi anh em xuống kia em chỉ cho anh cái vết chuồn nó đúng bằng cái bọng đùi này luôn. Nhưng mà màu của nó vàng. Đây khả năng con thôi. Con thôi. Ồ mày. Ờ. Này nó làm cuộn trò trong này. Không phải con này rồi. Ồ, thế thì gì khéo không phải thật đấy khoa. Tại vì con này nằm im luôn này, tại vì nó chưa bò đi đâu sất. Ờ đúng rồi. Này. Vẫn nguyên vết nằm mà. Đúng không? Nguyên vết nằm thì con này chắc con này bé không phải. Con này bé. Không phải là con này nào. Vào đây. Con này tự nhiên dính oan rồi, con này dính vật vào rồi. Chúng nó chạy, nó chạy lên trên này thì em lên đây. Con kia khả năng vọt mất rồi. Không kiểu nó đi ra rồi. Trên khu này rồi. Con kia khả năng vọt lên trên rồi. Nó chạy lên trên này là em chạy lên đây em đón luôn ở đây rồi. Thế con kia phi lên đây rồi. Lên trên kia trong này có cánh rừng như kia rồi, kéo này phi lên rừng. Con này vẫn nằm im này. Đấy, cái vết nằm im này thì nó không có cho bò rồi. Bắt con đấy vào. Bắt đi đi đi. Bắt xong đi tiếp cho nào. Anh chờ đây nè. Bây giờ tìm bây giờ lại lên chặn hẳn đầu trên kia tìm. Thế là chú Quang thì anh Nam bắt nó lên trên tìm. Lên tìm trên đi chứ. Nhưng mà mang phải con này tao để tao con kia nó vàng. Chính xác là không phải. Con kia to hơn. Vàng đậm đậm hơn một tí. Nhưng cái bóng đùi này nó lượn mà. Con này chạy mà. Con này là đúng dính oan này. Không mày. Đang nằm im giờ nành đừ. Để đây khả năng con. Để anh cho vào. Đây này nó vẫn đang đơ đơ người. Mày cơm cho anh cầm cái quỳ ấy. Đây. Đấy, phải không? Không phải con này rồi. Không phải con kia dài lắm, con kia phải đến 3 mét rưỡi. Không phải con này. Con này có mét rưỡi. Hay là con mẹ? Hay là con mẹ? Thế khả năng con mẹ thật đấy. Khả năng con mẹ. Thế thì anh em mình chia ra lại tìm cô trên tìm hết đi xem nào. To thế là nó đi nó vẫn phải có cái vết ấy đấy. Quay qua tìm đi không nó chạy mất. Thế là đúng cái này chúng bắt oan rồi. Vẫn là có cái rẽ cỏ đấy. Chúng em khẳng định con to không phải bé. Nhìn thấy mà nó chạy to lắm cực kỳ nha. Thôi anh Huy tìm đằng ấy nhá. Em đi ra người nha. Em anh Khoa ra người nè. Quay. Cái gì đấy? Cái gì? Nhìn này. Đây này anh ơi nó chạy đường nhăn nhín đây này. Có vết. Ôi trời ơi nhìn vết này. Đây. Ui nhìn vết đi này. Nhăn nhín luôn. À ui đây này. Nó cuộn trong những cái này rồi. Em nói đùa ở đâu, con này bé, không phải con này. Không phải con này. Nên là nó vẫn nằm ở trong này. Đi, tản, cứ đi dọc theo cái này để tìm cho nào.